Được rồi, để khẳng định phải hack hay không thì mình sẽ vào đây mình ring cho bạn xem nhá. Tờ để mình chờ xem nào. Ảo thật đấy. Đấy, hack bam, thấy chưa? Hai các bạn, rồi và chúng các bạn lại tiếp tục quay trở lại với Channel Bay và mình là Vũ đây các bạn ơi. Và như các bạn cũng biết là hiện tại là cũng chuẩn bị hết kết thúc năm 2023 rồi và chỉ còn một tháng nữa là nói chung là vài tuần nữa là chúng ta sẽ chuyển sang một năm mới 2024. Đó, thì để cho chuẩn bị kết thúc cái năm 2023 này thì mình quyết định là mình sẽ chơi lại những cái bộ skin mà từ hồi giờ mà Liên Quân vừa ra mắt. Nhưng mà chỉ là bộ skin 3S nha. Thì tính thời điểm hiện tại là từ hồi tháng 1 chứ, từ hồi đầu tháng cho đến tận cuối năm bây giờ thì Liên Quân cũng đã ra mắt được 4 cái trang phục skin bậc 3S các bạn ạ. Thì như mình nhớ là Nakaroth trong Hunter x Hunter là 1 này. Xong rồi là Murad ở bên trang phục của Vương Giả Vinh Diệu cũng 3S. Xong rồi chúng ta có một cái trang phục rất đặc biệt ở trong năm 2023 này, đó chính là Ahri Thứ Nguyên Vệ Thần các bạn ạ. Đây là một bộ trang phục phải nói là cực kỳ đột phá và nhiều bạn nói chung là cái trang phục đấy rất là nhiều người chờ đợi luôn và xem ấy thì cũng ưng ý. Và cái trang phục cuối cùng mà ra mắt ở tầm cuối năm nay thì đó chính là Jaina Phượng Cửu Thiên. À không, đúng không? Huyền Cửu Thiên gì đó. Thì đấy là bốn cái trang phục mà ngày hôm nay mình sẽ chơi thử là để xem coi liệu rằng là bốn cái trang phục này ở trong năm 2023 này đâu là trang phục đẹp nhất trong cái bậc skin 3S nha các bạn. Được rồi, và để không cho các bạn chờ đợi nữa, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với đó chính là một cái lâu đài của mình cùng với biệt đội 3S 2023 này nhá. Được rồi, chúng ta sẽ cùng đến với vị tướng đầu tiên, đó chính là Nakaroth Killua. Thì đây là trang phục 3S nhưng mà ở bên dạng của hợp tác cùng collab anime nha các bạn. Đấy, vì là không có cái skin của nick này mà hiện tại là mình chỉ có một cái nick đánh đồng thôi. Vậy nên mình quyết định mình sẽ đánh thường ấy. Nhưng mà mình đang chơi chung với lại nick của mình ấy là đánh cao thủ ấy. Thế nên là trận này mình mà có ghép ấy thì mình vẫn ghép người được các bạn ạ, nếu không có gì phải lo nha. Nói chung là mình cũng không biết sao trang phục này cũng ít người săn ấy, chắc do đắt. Còn đây là hiệu ứng gia tốc khi mà chúng ta vào game của Killua này. Đấy, nói chung là gia tốc kiểu dạng dễ thương, ai mà xem anime thì cũng biết. Rồi, thì nói chung là ở trận đấu này ấy, mình không ngờ, mình tính test skin cho bạn xem thôi. Mà ai có dè là trận này mình gặp bên kia là Bijan Hackback các bạn. Bên kia có một ông có tên tên tướng ấy là đang chơi Bijan nhá. Thì vừa là một, nói chung là ảo lắm, vừa có kỹ năng nhá, xong rồi còn hack nữa, ảo ma với. Chứ hồi giờ mình chơi ấy, toàn hầu như là toàn gặp mấy ông là chỉ là chơi nhá. Đã hack ấy là chơi cực kỳ gà, còn không thì nếu mà có kỹ năng thì ít khi hack lắm. Đây là lần đầu tiên là mình gặp một cái trường hợp mà phải nói là vừa hack xong đã thấy kỹ năng lại còn vừa cao cơ. Nói chung là vừa tận dụng hack xong rồi vừa tận dụng kỹ năng ấy, chơi ảo ma lắm. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem là anh ta hack như nào và tại sao mình lại biết nhá. Tầm này mình farm thôi. Ê! Ô! 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 Ô kìa! Ê! Mình thấy có một mùi ở đây. Đó, các bạn thấy farm vừa nãy không? Sau cái farm vừa nãy ấy, mà anh ta tự nhiên đi vô đánh mình ấy là mình thấy bắt đầu nghi rồi. Mà các bạn vẫn chưa tin đúng không? Nói chung chắc chắn là mình biết kiểu gì là nhiều bạn vẫn đang chắc là chỉ là đi vô kiểm tra xong rồi thấy mình xong mới đánh thôi chứ thực chất không phải hack đúng không? Tí nữa lại thêm nữa. Thì tí nữa một chút sau mình sẽ chứng minh tiếp là cho anh ta là không hack map mình đi bằng đầu, mình nói thật các bạn luôn. Công nhận là kỹ năng cao thật. Còn con Killua này thì mình thấy là lướt thì mượt đấy. Ây à đấy, mình vừa nói xong, đấy, mình vừa bảo cho các bạn thấy chưa? Vừa mới lòi đầu ra là nhảy vô liền. Đây, và để cho chứng minh là mình đoán anh ta có hack map hay không ấy, mình quyết định mình đứng đây các bạn xem nhá. Đứng đây nha, không hề lộ sai nha. Đấy, và các bạn cùng xem anh ta sử dụng ulti này. Bây giờ chỉ có Aya thôi không? Không. Đó, thấy chưa các bạn thấy không? Bây giờ mà không kêu hack map, pha này mà ông nào kêu không phải hack map nữa thì thôi ấy, lạy luôn ấy. Ok chưa? Rồi, hack thì hack chứ mình vẫn chơi nhá. Nói chung là vẫn cố gắng đấm cái trận này các bạn ạ. Mà công nhận hay nhờ. Lần đầu tiên mình gặp một ông như này mà kỹ năng vừa cao xong rồi còn vừa hack map ấy, ảo ma vậy. Trời ơi, rank đồng mà còn biết chiêu một tốc biến. Kỹ năng ác. Mà thì sao bây giờ cái vấn nạn hack map chẳng lan nhờ. Sơ hở cứ chơi tầm vài trận ấy là có là kiểu gì cũng có một trận hack. Khổ thật sự. Rồi, mình quên mất, mặc dù trận này gặp hack map nhưng mà mình vẫn sẽ review skin cho bạn xem nhá. Còn đây là hiệu ứng biến về của Killua khi mà chúng ta sử dụng này. Nói chung là hiệu được cái hiệu đó đánh đẹp. Nhiều rồi. Nó xanh quá, nó hack map rồi. Nó còn có kỹ năng ấy à, vừa kêu xong. Bên kia ông Vera cũng biết chơi cơ. Vào đấy. Mình đi phá trụ. Để khó đánh vãi. Tem mình còn toàn mấy bạn mới tập chơi đấy nhưng mình đánh không được các bạn ạ. Nó thẳng ra trận này mà gánh cũng khó cơ. Do bên kia mấy ông toàn mấy ông biết chơi không à. Đã thế xong rồi
mình nghi khả năng cao là Vera với thanh niên Bijan chơi chung nha. Mình đoán chắc 100% luôn. Do từ nãy giờ mình chơi mình biết các bạn ạ. Nhanh lắm. Rồi đi. Giờ từ từ nha, mình sợ anh ta sẽ dò mình ấy. Đó, anti rồi đó. Mình nghi là dí mình lắm. Cái tầm này thì chỉ có dí mình thôi. Đó, đấy à, nhanh lắm. Hack map hack map của chúng tôi. Hack map mà có kỹ năng nữa chứ. Nó lạy luôn đấy. Nó sợ mấy thằng này thật đi. Chán đời ông thật. May quá trận này quá ra nên là mình vẫn chơi được. Ngon. Hiệu ứng có thể đẹp. Được cái là đòn đánh ấy, đòn đánh nó hơi phèn các bạn ạ. Chứ tất cả mọi thứ đều đẹp nha. Ôi, ô kìa cái gì đây. Ui, mình lướt lỗi quá, pha đấy mình hơi ổ báo ấy. Ok. Trời ơi, nhanh thế. Ê, không kịp xài chiêu luôn mà. Lại luôn đấy. Rồi, và một lúc sau ấy, đến với pha đấy các bạn. Bởi vì anh ta hack map mà, xong rồi anh ta biết là team mình đang đứng ở đấy ấy, mình cũng thì cũng thấy mùi mùi tính nghi rồi, mình quyết định là mình vào con Shiza thử. Và đương nhiên mình còn chưa kịp đụng vào con Shiza ấy thì team bạn đang được con Shiza nha. Và pha này ui sốc đam ảo thật sự đấy, nó thẳng ra là pha này mình còn chưa kịp ua ua, chưa kịp làm gì luôn. Mà hai ông kia xài chiêu chết luôn. Một lúc sau ấy thì đương nhiên team mình chết hết. Xong rồi một mình thì không thể nào mà đép được cái trụ này và cứ nghĩ là ai dè. Thế là cuối cùng trận đấu này mình đã thua nhá. Nói chung là cũng buồn cười nhờ khóc nhờ cười các bạn ạ. Đánh và gặp hack map mà còn có kỹ năng nữa cơ. Sợ thật sự luôn đấy. Đánh đánh đồng nữa chứ. Không mà không phải đánh đồng mà hiện tại là mình đang chơi nick chung với lại cái nick cao thủ của mình ấy. Mà gặp mấy thanh niên này cũng ảo thật. Vãi nồi thật mà kỹ năng nha. Đánh giá ông này chơi kinh vãi nồi đấy. Từ nãy giờ các bạn thấy rồi ấy, combo đổ đỉnh vãi nồi mà hack. Sợ thật sự. Được rồi, sau cái trận hack vừa nãy thì thôi. Chúng ta cùng tiếp tục đến với vị tướng tiếp theo mình sẽ chơi. Đó chính là Murad tuyệt thế Trần Bình nha các bạn. À quên, tuyệt thế thần binh. Quên, nghe hơi nói hơi lú. Thì đây là bộ trang phục mà chuyển giao bên Liên Quân chứ không phải là trang phục mà Liên Quân tự tạo ra nha các bạn. Thì qua bên Liên Quân thì nó cũng chuyển sang Mark, đó chính là Mark 3S. Thì chúng ta cùng xem coi nó có đẹp hay không nha. Thì được cái là trang phục này ấy, 3S này nó có đó chính là hiệu ứng ảnh động nhá. Đây là sau cái Violet thử nghiệm về thần các bạn. Rồi thì trang phục này thì mình thấy cái da tóc của con này nó cũng bình thường, cũng không có gì đẹp, nói chung là da tóc bình thường nha. Và có thêm một cái là trang phục này có cả cái cái này là cái gì nhỉ? Nhưng mà mình thấy giống như cái động tác nhảy của Jhina như bạn bảo ấy, mình lên mình xem y chang luôn. Chiêu của con này thì nó có hai dạng. Khi mà các bạn không có cái nội tại ấy, thì nó sẽ không có mấy cái bóng phận, nói chung là hiệu ứng nó sẽ ít hơn. Nhưng mà khi mà chúng ta có được đủ nội tại các bạn thì hiệu ứng đòn đánh nó sẽ nhìn mượt, nói chung là nhìn đẹp, nó thẳng ra là nó có hai ứng ấy khi mà chúng ta có nội tại và không có nội tại nha. Trời, trận này còn gặp Bijan nữa này. Nhưng mà chắc không hack map đâu ha. Tầm này rank cao rồi các bạn ơi. Tầm này đang đánh rank rồi chứ không phải là đánh như nick vừa nãy. Tề gặp mấy ông này sợ thật đấy. Từ lao lên nhá. Mình lên mình tích nội tại trước. Lướt lên này, ân đi này. Ok. Mà đặc quyền của mấy trang phục mới này ấy, thì không biết các bạn ý không? Đó chính là nút hiệu ứng. Mấy cái nút hiệu ứng di chuyển này này. Với lại là mỗi lần mà chúng ta hạ gục hoặc là chúng ta mà phá trụ ấy thì nó cũng sẽ có cái hiệu ứng hạ gục đặc biệt riêng của từng trang phục đấy nha. Do là phiên bản đổi mới đó. Chứ hồi năm 2022 thì mình không biết là có trang phục nó có không. Nhưng mà từ hồi chuyển sang những cái bộ skin mới đây ấy của 3S thì hầu như nó đều có cái này đó. Nên là mình thấy rất là mới mẻ. Không biết là 2024 thì nó sẽ có một cái gì đấy mới mẻ hơn không. Rồi, ai da. Thằng John để mình. Trời ơi, vãi nồi, nó dám bắn với lại một con sát thủ hảo hán thật đấy. Thế thì mình xin bạn cái mạng hay gì nữa. Combo này. Siêu Việt này ngớm. Ê, mà trận này tên bạn Vera chơi hay chưa. Ôi, ông Vera bên kia xanh vãi luôn đấy, không chưa chết bằng nào luôn ạ. Ui, không được rồi. Nhưng mà tên bạn pick tướng thế này thì khó thắng á, thật. Tên bạn pick tướng thế này chẳng thể nào mà thắng được tên mình. Nếu như mà tên mình nhả hoặc là tên mình mà chơi gà thì may ra còn win nhá. Chứ mà tên mình không nhả mà thì thôi, khó lắm. Né cái nhẹ này. Ui trời, cái gì đấy. Ui vãi ạ. Năm. Ui 12-0. Trời ơi, bảo sao. Ui
mình đánh được cái chiêu 2 mà nó xài chiêu 1, chiêu 3 chết luôn kìa, ảo thật ý. Lướt. Thế cái anti đúng đẹp luôn. Nói chung trong tất cả bộ kỹ năng skill thì chiêu cuối mình thấy ăn ít nhất rồi đấy. Thôi đi về rồi chắc. Biến về thì y trang của, nếu mà các bạn chơi trang phục Elsu chấn thiên phi hồ ấy thì trang phục này biến về cũng tự tựa như thế. Rồi lúc sau ấy đến với pha Ancilla các bạn. Mình nói chung là đang tính Ancilla này để lật kèo để win ấy. Mà tự nhiên đang Ancilla thì không hiểu tem bạn đánh nhau với lại Elsu cùng Anette tem mình kiểu gì mà để hai ông kia một bị gỏng cân 4 luôn. Ảo thật sự thì thôi. Ancilla đúng cho vui thôi. Đấy một lúc sau thì mình cũng không làm gì nhiều do một mình Anette Elsu làm hết rồi. Thì thôi, trận đấu này mình win các bạn ạ. Đấy, thì đây là cái trang phục 3S tiếp theo. Và Murat thì thế trận bình nha. Với mình thì trang phục này đẹp. Kiểu cái anti nhìn nó mới lạ ấy các bạn. Nên là hồi trước mình thấy là trang phục này cũng nhiều người mua ấy. Đấy, mình bảo mà tầm này mà gặp hack map nó chắc sợ ấy. Được rồi, tụi mình sẽ cùng đến với bộ skin tiếp theo. Cũng là làm điên đảo, nói chung là cực kỳ hot luôn. Đó chính là Ahri Thứ Nguyên Vệ Thần nha các bạn. Thì đây là một bộ trang phục là hầu như mình thấy là khi mà ra mắt ấy, rất là nhiều người mua luôn. Thì bộ trang phục này là nó có, cũng có hiệu ứng ảnh động như là trang phục của Murat Tuyệt Thế Thần Binh nhá. Mà cái trang phục này ấy, thì nó có hai dạng các bạn ạ. Thì theo cái dạng dạng ở, nói chung là ở bên mà xuất hiện ấy, thì nó có kiểu dạng hầu gái nữa. Đấy thì ở ngay trận đấu đầu tiên này, mình tính chơi cho bạn xem. Nhưng mà trận này đấy các bạn thấy rồi đấy, đánh rank mà rank nào thì cũng có thể gặp thôi. Điển hình như trận này ấy, bên kia pick Elsu đi rừng nha. Thì thôi biết rồi, trận này chắc là mình không làm gì nhiều đâu. Mình sẽ cố gắng chơi lẹ rồi còn chuyển qua trận khác cho bạn xem nha. Chứ mình biết trận này win chắc rồi. Nghĩ sao vậy mà rank này đang là rank hơn 2x nhờ, 24-25 sao mà dám vác con Elsu đi rừng. Thì thôi, dù có chơi hay cỡ nào thì cũng nó hóp các bạn ạ. Nghĩ sao mà cầm Elsu đi rừng vậy mà cũng nhận sợ mấy thanh niên này nhở. Cứ thả Elsu rồi chúng nó cứ pick à. Mình không biết sao nhưng mà sao con Elsu nó có sức hút thật đấy chứ. Kể cả mà lỡ như mà tem pick AD rồi ấy, thế là chúng nó vẫn phải pick con Elsu cho mà được, để cho chúng nó chơi nha. Tại tụi này nó thèm treo Elsu gì á, khó hiểu thật sự. Nói chung là cái con Elsu này nó như là một cái chất gây nghiện đấy các bạn. Điển hình như trận này đấy, đó tem bạn đấy, tem bạn pick tướng hết rồi, ông Elsu là thanh niên S5 đấy các bạn. Xong rồi kiểu thấy được thả Elsu ấy, thế là thèm Elsu đến nỗi mà pick Elsu đi rừng luôn mà. Lạy luôn. Hên là mình bên tem này ấy, mình bên tem mỏng ấy, chắc thì mình cay lỏ luôn đó. Đấy, và đương nhiên rồi, trận đấu này cũng không có gì nhiều nên là mình win lại cho các bạn xem nhá. Đấy, còn về review skin thì không có gì phải chê. Cái trang phục này nếu mà các bạn ý ấy, thì những cái đòn đánh của Ahri Thứ Nguyên Vệ Thần này, khi mà chúng ta sử dụng nội tại mà lướt tận 4-5 lần ấy, thì nó đổi tận mình nhớ là 4 cái vũ khí hay là 5 cái vũ khí gì đấy. Đấy, nói chung là mỗi lần lướt là Ahri nó sẽ sử dụng một cái vũ khí khác nhau nha. Đây thì sau cái trận vừa nãy tem bạn phá đánh không đàng hoàng thì mình quyết định là mình sẽ chơi một cái trận mới để có thể đánh căng thẳng hơn nha. Đấy thì trận này mình sẽ đối đầu với lại bên kia là Bright này. Mà cứ nghĩ đánh Bright cơ. Bên này trận này mình gặp Kane nha, chứ không phải gặp Bright. Nói chung con nào thì mình cũng chơi được, cân tất. Đấy, đẹp. Công nhận là cái trang phục Ahri Thứ Nguyên Vệ Thần này đẹp các bạn. Còn đây là hiệu ứng khi mà chúng ta di chuyển này đấy. À quên, đây là động tác nhảy của Ahri nha, rất là đẹp luôn. Nhưng mà đẹp thì đẹp ấy, nhưng mà cái hiệu ứng gia tốc các bạn là hiệu ứng gia tốc xấu nhất trong tất cả các bộ trang phục bay luôn đấy. Quả gia tốc nó đi bộ ấy, đúng xàm luôn đấy. Nên là đẹp thì đẹp thật, nhưng mà chê thì chê cái gia tốc nha. Giống kiểu là dồn hết kinh phí vô mấy hiệu ứng này rồi ấy, xong rồi còn gia tốc thì làm đại ấy, vứt xong rồi bỏ một xó đi. Còn về nút hiệu ứng thông báo rồi là mấy cái hiệu ứng nút di chuyển này thì đẹp. Mình thấy cũng nói chung là đầu tư rất là nhiều mà. Được cái mình thích ảnh động ấy. Hành động của trang phục này nó chuyển sang dạng hầu gái ấy. Vừa lúc hầu gái lúc chuyển sang Ahri nữa cơ. Tập này kèo Ahri với lại Kane thì mà công nhận mấy bữa nay mình thích chơi Ahri cực nhá. Kiểu Ahri dễ chơi ấy, mình thấy dễ chơi vãi nồi. Toàn mấy pha cơ bản thôi. Lướt này. Đánh thường này. KS này, dễ gì mình cho bạn ăn, mình phải KS ấy, mình làm content mà. Tầm này Kane rén, Kane không bao giờ dám solo mình luôn. Nhưng mà mình phải quyết định là mình phải solo với anh ta nha. Lướt, ê. Ui, đau nha. Trời ơi, tí nữa thì. Rồi thì về. Mặt có bom mình xong bạn chạy. Thôi mình về đây, mình nhây nhây bạn trí này. Xả chiêu. Ui, không chính là, thôi về. Hên quá.
Đây, còn đây là hiệu biến về nhá. Biến về thì hai con vệ thần của Violet với lại theo nát ăn quỳt nha các bạn. Ô. Ê, bậy rồi. Bậy này. Đánh người ta xong chạy, không dính trụ là bạn đi mình rồi. Và tao đây mình phá trụ rồi. Ghê à. Không sao nhờ, mình có cái tóc biến mình cũng sợ lắm ấy. Băng xương luôn này. Lướt này, lướt về này, rồi chết rồi đó. Nói chung là mình cũng làm hơi nhiều thứ ấy, lướt cái cũng về được rồi. Mình vừa thấy bờ ngoài đây. Rồi chết rồi đấy. Này chém đúng đã luôn. Nói chung là do hiệu ứng màu mè đấy các bạn cũng không để ý đâu. Khi mà chúng ta ân tí mình bảo ấy, lướt là nó chuyển sang nhiều dạng vũ khí không. Một những cái vũ khí đẹp thật. Mình thấy hồi trước mình cũng bất ngờ ấy. Phải nói chung là công nhận là trang phục để đầu tư nhiều ấy. Ây da. Vai hay vậy. À hay nha. Bạn kia này hay ấy. Nè đánh thường này. Một vũ khí này. Chuyển sang dạng đao. Nói chung nó có nhiều dạng lắm. Lướt lên thì dạng hay xong đao này đánh. Xong lướt thêm phát nữa thì dạng cái rìu. Lướt thêm phát nữa thì dạng cái kiếm. Đấy, chắc tầm này win rồi. Nhưng mà làm vài va màu mè cho bạn xem đã. Ok. Rồi win rồi đấy. Tầm này mình giết tên bạn rồi. Chắc win mà đúng không. Rồi ok. Win rồi các bạn. Đấy, nói chung gì chứ trong tất cả bộ skin máy ấy, thì mình thấy là trang phục này là cũng gọi là đẹp nhất rồi đấy. Bởi vì mình thấy công nhận đúng là đồ nhà vẫn ngon hơn đồ ngoài mà đúng không. Đấy mình muốn sao này. Được rồi, tụi mình sẽ cùng đến với skin cuối cùng. Đó chính là skin Jaina Huyền Cửu Thiên nha. Thế đây là bộ trang phục mình cũng cực kỳ thích. Nhưng mà nếu mà tính ra ở trong vương giả ấy, những cái bộ skin của vương giả thì đây là bộ skin mình thích nhất. Bộ skin vương giả luôn. Thì hồi trước là mình cũng đã chơi cái trang phục này rất là lâu rồi các bạn ạ. Nhưng mà mình cũng không ngờ là trang phục này nó cũng sẽ chuyển giao bên qua bên Liên Quân. Bởi vì nó rất là đẹp. Và đây là trang phục độc quyền nhá. Mình nói thật các bạn, đây là một bộ trang phục tại sao mình kêu độc quyền. Bởi vì là bộ skin này nó có tận hai dạng. Vậy nên là 3S này rất là đáng đồng tiền luôn. Mình thấy là ai mà mua trang phục này cũng đều đẹp, đều đáng hết đấy. Bởi vì là trang phục này nó có tận hai hiệu ứng gia tốc, hai hiệu ứng biến về, 6 bộ kỹ năng nói chung là khác nhau. Vậy nên là khi mà chúng ta mua skin này nói chung là bỏ tiền ra đáng đồng tiền các bạn ạ. Chúng ta bỏ tiền ra với cái skin này đáng đồng tiền nhá. Đấy, hiệu ứng tận hai dạng mà. Chơi Jaina là nó thế đấy. Đẹp vãi đồi ra luôn. Mình chơi cái trang phục này chắc phải hơn một năm trước. Mình nhớ tầm đấy thì phải. Cái hồi mà mình còn chơi bên vương giả ấy. Xong rồi mình cũng mong không biết khi nào Liên Quân ra mắt ấy. Xong rồi từ hồi nghe cái trang phục này ra mắt bên Liên Quân các bạn, thì mình hóng vãi rồi. Xong bây giờ mình mới được đụng vào ấy. Đẹp vãi. Mà qua bên Liên Quân nhá, đây là trang phục đầu tiên luôn. Cũng là trang phục đầu tiên mà được Liên Quân đầu tư các bạn ạ. Cho bạn nào chưa biết là cái chiêu 2, là cái chiêu 2 của Jaina này. Chiêu 2 trang phục mới Jaina này đã được Liên Quân chỉnh sửa và được tu thêm một chút hiệu ứng hình ảnh nhá. Đấy, nói chung là cái trang phục này rất là bất ngờ luôn. Bởi vì những cái trang phục khác ấy là tàn bê nguyên phiên bản cũ xong rồi mang qua đây thôi, còn không thì cắt hiệu ứng thôi. Nhưng mà đặc quyền trang phục này ấy, là Liên Quân còn thêm cả hiệu ứng vào cho trang phục này cơ. Là các bạn phải hiểu là trang phục này Liên Quân đầu tư cỡ nào đấy. Bởi vì nó đẹp mà, hai dạng lận mà. Mà hơi đen là ở ngay game đầu tiên mình thua nhá. Mới 9 phút mà 87. Mất tận hai cái trụ, mỗi cái trụ top mình còn nguyên. Ôi ôi. Thì thôi chơi game ngủ cái gì nữa. Ê, đẹp vãi hai dạng, một dạng bán nguyệt với lại một dạng nhật nguyệt à. Nói chung là một dạng mặt trăng, một dạng mặt trời đó các bạn. Đẹp vãi trưởng, mình thì cũng cố gắng hết sức rồi. Lúc này là phút thứ 15 ấy, đánh cũng cố gắng đánh ấy, nhưng mà no hop. Thật. Không thể nào mà làm được gì luôn ấy. Chịu các bạn ạ. Rồi, chuyển sang trận mới nhá. Sở Tuat không được chơi game rồi. Ôi, Sở Tuat không được chơi game luôn đấy. Thôi thua rồi. Được rồi, tụi mình trước cùng chuyển sang trận đấu thứ hai nhá. Mình cũng chịu ấy. Rồi, chuyển sang trận đấu thứ hai ấy. Thì trận đấu này nói chung là cũng là một trận đấu rất là căng thẳng. Đấy, thì kèo này mình gặp Iber các bạn ạ. Nhưng mà gặp mấy con tướng như này ấy, thì mình cũng rất là vui. Cũng kiểu thích chơi gặp mấy con tanker này dễ đánh. Nhưng mà ai có dè. Lúc mà căng thẳng ấy, lúc mà đang combat solo các thứ ấy. Đấy, combo rồi là cấu rỉa hai bên solo queue với nhau các thứ.
Nhưng mà ai có dè tự nhiên tên bạn một lúc sau tên bạn đầu hàng nhá. Nói chung là nhìn tên bạn bình thường mà chắc hay là do là nhìn kèo tem mình no hop quá hay gì ấy. Chắc pick tận 2 SP nên là nghĩ có thể không chơi được đi đầu hàng luôn. Mà hay nhở, bạn đã đầu hàng thì chắc chắn là mất sao rồi ấy. Mình cũng không hiểu sao tên bạn tự nhiên đầu hàng luôn. Đấy, thì các bạn vừa thấy hai bên rất là căng kèo. Để đến như pha này thì mình hơi chậm nha. Không, nói thẳng ra là pha này mình đang xài chưa một mà tự nhiên mình khưng ấy, ảo ma vậy. Nên là mình đứng hơi đơ tí, nhưng sao vẫn chạy về được. Đấy, mấy phút thứ 6 thôi, đang tính lao lên để combat solo với lại Iber, tự nhiên tên bạn đầu hàng. Thì đúng xàm. Thôi, chuyển sang trận đấu tiếp nhá. Đầu hàng ảo ma vậy. Hôm nay đúng là leo lanh bất ổn của mình rồi đấy. Rồi, thì sang trận đấu này mình gặp đối đầu với Oma này. Nói chung Jaina gặp mấy con tướng kiểu dạng khống chế là CC thì các bạn biết rồi đấy, nó có bao giờ ngán đâu. Ngán thì ngán đầu ấy, nhưng mà lên 4 thì thôi ấy. Tầm này Oma đúng counter được nhiều con, nhưng mà gặp Jaina thì thôi, no hop. Pha này thì mình hơi ổ báo, mình cũng không để ý tới Kalishi các bạn, do đang có bắt và Oma không nhìn vào map mini nên mình đã chết nhá. Mà 4 người luôn cơ. Cái pha đấy mình mới để ý thì ra là có tận 4 đứa cơ. Mình quyết định là mình xuống mình báo thù lại đây. Đó, một mạng đầu tiên cho mình. Thầy đẹp vậy, trang phục này đúng đẹp luôn đấy. Nhưng mà phải biết chơi nha. Rồi thì tí nữa mình sẽ biến về tiếp nốt cái dạng, mà chính là cái dạng màu xanh cho bạn xem nhá. Là dạng ở dạng kỹ năng 1 đấy. Ô kìa. Ô kìa. Ơ. Ui, bạn bỏ tôi mà thôi kệ đi. Ít nhất là chết một mạng thôi. Rồi, tóc biếm ta, tóc biếm thôi. Ok. Ồ, mình bị choáng, không đẩy thanh niên nó về được. Hay. Chém này. Đẹp vãi trưởng. Solo kill không? Mình vẫn chơi được ấy. Mình bảo rồi, con Oma này thì con này không sợ đâu. Đánh thường này. Về dạng chiêu 1 này. Đánh này, ok chưa? Rồi, bây giờ mình cho các bạn xem hiểu biến về của trang phục nếu nhá. Đây, vừa nãy mình sử dụng dạng chiêu 2 rồi, còn bây giờ sẽ là dạng hiệu biến về ở chiêu thứ nhất. Thấy chưa? Đẹp vãi nổi, vừa nãy là phượng hoàng màu đỏ đúng không? Thì bây giờ sẽ là phượng hoàng màu xanh nhá. Đánh thường, đánh này, gồng để giết thằng này luôn này. Ui, lỗi mình quá. Thôi xong rồi. Mình gồng hơi lỗi. Pha này hơi lỗi nhỉ. Rồi, để mình lướt lên. Đây rồi. Rồi, chạy mình bán. Thế, không nha. Cái giết Oma nhỉ? Này, giết Anette này. Bỏ Iber đi. À quên, bỏ Oma chứ. Nãy vừa solo Iber xong quên. Trời ơi, ráng chạy chi vậy? Ây da. Ây, mình tưởng thằng ngộ không có tàn hình phôi chứ. Thôi xong, chết mình rồi. Ơ kìa. Đấy, lâu nó hay bị lỗi này đó. Tính về dạng để chạy ấy. Đây rồi. Nhờ này, đánh này. Uầy, tính ra từ nãy giờ mình toàn bắt vô Kalishi ấy. Tóc biến lên này, combo này. Ui, không kịp đánh thường. Quả đấy mình đánh thường là mình giết được cả Lavi rồi đấy. Ồ, một lúc sau khi mình giết Kalishi với Lavi xong thì tem mình cũng win được các bạn ơi. Mình tính chơi thêm chút nữa ấy. Ê. Ôi, win rồi. Là vì phá trụ quá. Đấy, mà không sao, win cũng được. Đấy, nói chung là đây là trang phục chắc là mình thấy cũng đẹp ngang Ari ấy. Rồi, vẫn là 24. Uầy, cũng nhận con số 24 đến ám ảnh chứ trời. Đó là một ngày leo lanh của mình cùng với 4 cái bộ skin 3S ở năm 2023 này các bạn ạ. Đấy, thì nói chung là mình đúng là mình khen về trang phục Jaina Huyền của Thiên ấy. Nhưng mà mình vẫn chọn là trang phục Ari Thứ Nguyên Vệ Thần là trang phục đẹp nhất trong cái bộ skin SS 3S này. Bởi vì sao? Mình bảo rồi, cây nhà lá vườn các bạn ơi. Trang phục nào mà là tự tạo, tự thiết kế ở bên chỗ Liên Quân mình thì mình sẽ chọn. Đấy, nhưng mà bởi vì ba trang phục kia là ba trang phục của Vương Giả Vinh Diệu mà. À đâu, Naki luôn thì tự tạo chứ. Nhưng mà không đẹp bằng Ari Thứ Nguyên Vệ Thần, vẫn là đỉnh của chó các bạn ạ. Do là Ari Vệ Thần nó có một cái mà xuất hiện các bạn thấy rồi đấy. Nó vừa chuyển sang dạng hầu gái xong rồi chuyển qua dạng Thứ Nguyên Vệ Thần đấy. Nên là mình cũng thích ấy. Nếu như mà Jaina Huyền Cửu Thiên không phải là trang phục chuyển giao thì chắc là mình cũng khen rồi. Đấy, thì nói chung là mình sẽ xếp hạng là đầu tiên là Ari này, xong rồi tới Jaina này, xong rồi tới Murad, cái cuối là mình sẽ tới Nagaroth. Trên Nagaroth mình thấy được cái hiệu ứng
các bạn mà lướt đồ thì nó mới mượt, chứ đỏ đánh thường ấy, với lại ngoại hình đồ các thứ ấy như nhựa ấy, thế nhìn đúng chán luôn mà đắt. Hình như mình nhớ là trong tất cả các bộ trang phục 3S mà 4S này ấy, mà bốn cái trang phục này mà săn này là con Naki luôn lại là trang phục đắt nhất luôn ấy. Ảo vãi nồi. Mình nhớ hồi trước mình nhớ có người là săn tận 5K2 là 5K mấy con Huy ấy. What? Ảo thật đấy. Rồi, và đó là đánh giá của mình về 4 bộ skin 3S ở trong năm 2023 này. Còn với các bạn, đâu là bộ skin mà 3S các bạn thấy đẹp nhất thì comment ở phía bên dưới nhá. Và đừng quên, nếu như mà thấy video hay thì lại mình nó chỉ là một cái like nhá, một cái đăng ký các bạn ạ, để mình có thể động lực làm về những cái series tiếp theo để cho các bạn cùng xem nhá. Và mình có thể động lực làm tiếp những cái series của nút hơn cho bạn cùng xem. Rồi, thì bây giờ hẹn các bạn ở những cái series tiếp theo nha.